Vâng, và đây là cái bụng bầu của chị đệ nè bị. Bây giờ hiện nay là đang có trong trong bụng không chị? Có nè. Đang có hả? Đang mang vậy ha. nè. Bây giờ mình đi vô khám là với cái tình trạng bụng bầu vậy ha, để cho bác sĩ người ta khám hay sao. Bây giờ chị có thể bây giờ chị có thể mời cậu nhỏ ra được không, hay là được. Để gì vậy luôn? Được, có gì đâu. Vậy hả? Ở đâu rồi? Trời ơi, sao mà xem lép này vậy? Má thấy không? Hả? Má áo rộng luôn đó. Vậy hả? Đó, vậy là bây giờ là đang ra thế, bây giờ cho vô là để mình đi khám coi chứ để ra thì sao khám được. Dạ đó, bây giờ mình bự ra nè thì nó rồi. Bây giờ với một cái bụng bầu này chúng ta sẽ vào bên trong phòng khám để mà chụp X quang nha, siêu âm nha. Đây là nơi phòng khám của mở không mà. Thấy gì không bác sĩ? Có thấy bào thai vậy bác sĩ? Thấy có bệnh không bác sĩ? Không thấy bệnh luôn mà không. Không thấy bệnh mà con không thấy bào thai luôn đó chị. Thấy mở không ạ? Sao mà cái bụng cổ nó to mà 7 năm trời vậy bác sĩ? Bụng bụng tập thấy được tập gì nó vô bụng quá trời. Trời đã bình thường. Sao mà cổ nó có cảm giác trời đạp đó bác sĩ? Trời đã bình thường mà siêu vậy. Rồi nằm sắp lại. Vâng, tiết diễn thân ái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có một buổi sáng tốt lành, thân tâm, thần an lạc. Và buổi sáng ngày hôm nay tiết Dũng dẫn chị Võ Đệ đến nơi phòng khám để mà chuẩn bị chụp hình về cái bụng bầu của chị Đệ nha quý vị. Cái bụng đã 7 năm rồi mà đi khám và chụp hình rất là nhiều bác sĩ bệnh viện mà cũng chưa khám ra được bào thai cũng như là cái khối u hay là trong người chị có bệnh hay không. Thì hôm nay tiết Dũng sẽ chính thức dẫn chị đến một cái phòng khám đặc biệt để mà chụp hình siêu âm cho chị coi xem coi cái bụng của chị hôm nay có gì lạ không nhé quý vị. Ở đây chị Đệ đang đứng gần với Tiến Dũng nè. Chị đến nãy giờ lâu chưa chị Đệ? Mới đến ha. Bây giờ hai chị em mình chuẩn bị vào phòng khám để khám cho bà con mình xem kết quả ngày hôm nay hả chị? Chị có đôi lời gửi đến bà con bác mình buổi sáng chúc tốt lành nha. Bữa nay mùng 6 Tết. Dung vậy hả? Vậy ha. Rồi bây giờ chị chuẩn bị tôi thấy nha. Dạ. Vâng, và đây là cái bụng bầu của chị Đệ nè vị. Bây giờ hiện nay là đang có trong bụng không chị? Có nè. Đang có hả? Đang mang nè. Bây giờ mình đi vô khám là với cái tình trạng bụng bầu vậy ha, để cho bác sĩ người ta khám hay sao. Bây giờ chị có thể bây giờ chị có thể mời cậu nhỏ ra được không, hay là để gì luôn? Được, có gì đâu. Vậy hả? Ở đâu rồi? Trời ơi, sao mà xem lép này vậy? Má thấy không? Hả? Má áo rộng luôn đó. Vậy hả? Đó. Vậy là bây giờ là đang ra thế, bây giờ đó. Cho vô là để mình đi khám coi chứ để ra thì sao khám được. Đó. Bây giờ mình bự ra nè thì nó rồi. Bây giờ với một cái bụng bầu này chúng ta sẽ vào bên trong phòng khám để mà chụp X quang nha, siêu âm nha. Đây là nơi phòng khám của chị Tôn. Rồi mời chị đi qua bệnh đi chị, em đi qua sau. Dạ. Yeah. Rồi chị Đệ sẽ đi qua bên đây để mà khám nha vị. Chụp X quang để cho vị xem. Dạ. Yeah. Hôm nay thì không biết là kết quả của cái bụng bầu của chị Đệ như thế nào thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ biết rõ hơn nha. Bởi vì cách đây cũng ngày 30 tháng 1 thì chị Đệ đã khám ở tại Kiên Lương rồi, Kiên Lương Rạch Giá. Thì hôm nay chị sẽ vào đây để mà chụp hình tiếp tục nha vị. Rồi Dũng sẽ vào bên trong phòng cùng với chị nha. Bà đây nó là ai vậy đó, bà chị vô. Rồi đây là chị vô. Có con ra đứa cưng. Có con phải không? Không, có cái go lại mà không biết làm sao. Chưa biết kết quả sao ha, để chút xíu nữa mình chụp hình cho chị ông là biết anh coi ha. Để chút xíu nữa. Là cái bầu của chị là 7 năm mấy ngày hay mỗi ngày hả? 7 năm 7 tháng 20 ngày. 7 tháng chứ 7 năm gì? 7 năm 7 tháng. 7 tháng 20 ngày. Mang cái bầu gì nè mà đi chụp hình siêu âm nè, kêu lại nó nhỏ lên nè. Ủa sao bây giờ mình xem lép hả? Đó không có bầu đâu đó. Rồi bây giờ nè, bự lên nè, nhóc nè nè, đó đó nó kêu bự lên là bự mà kêu nhỏ là nó nhỏ con phì ra nè. Đâu cũng dễ heo là thì nè, dễ heo là nó đừng có gì đâu nó con nó lạ nó không giấu không nè.
Bây giờ chúng ta gặp bác sĩ đi, để bác sĩ quyết định vô này. Vô này quá căng rồi. Vô chụp đi chị, vô chụp đi chị. Dạ. Có thấy bào thai vậy không bác sĩ? Thấy có bệnh không bác sĩ? Không thấy bệnh luôn mà không. Không thấy bệnh mà con thấy bào thai luôn đó bác sĩ. Thấy mở không hả? Ừ. Sao mà cái bụng cổ nó to mà 7 năm trời bác sĩ? Ừ. Má bụng tập thấy tập gì nó vô. Bụng quá trời. Trời đã bình thường. Sao mà cổ nó có cảm giác trời đạp đó bác sĩ? Rồi, bình thường mà xem vậy. Rồi, nằm sấp đi. Vậy hả? Ừ. Nhà không có bồ, nói có bồ xem được, lấy bồ đâu mà thường. Nhà... Gì? Bồ đâu là nó. Đi xíu đi. Vậy là không có bào thai gì hết bác sĩ nha. Rồi. Đã thấy rồi mà cái bào con nghe được chưa? Dạ. Yeah. Bụng mở không à? Vậy là bác sĩ nó bụng mở không à chị ơi? Em có gì chị? Sao mà căng dữ vậy ta? Bào bụng. Mà nó có cái lạ là gì đây bác sĩ? Ví dụ như bụng có chị bự phải không? Mà chị kêu nhỏ là nhỏ là bác sĩ. Dạ. Ở đâu chị qua cho bác sĩ dần nữa coi. Nè nãy bây giờ cũng bụng chứ làm bự nè ha. Rồi. Nó có bầu bụng bự lên nè. Nè dán cho coi nè. Nó xẹp là bất thường không bác sĩ? Nè kêu bự lên nè. Nè nó phì lên nè, nó phì lên nè. Đó. Nó to lên là vậy. Rồi giờ nó có gì không? Không có gì rồi. Siêu âm mới vừa siêu âm xong nè quý vị. Thì tiếp tục là mới vừa siêu xong xuôi là bác sĩ có cái kết luận là hiện tại siêu âm tổng quát chưa phát hiện bất thường, có nghĩa là trong bụng của chị không có thấy khối u mà cũng không có thấy là bệnh gì hay là không thấy bào thai đâu quý vị. Đó, rất là lạ. Thì chị cảm nghĩ gì khi mình mới vừa siêu âm xong chị? Thì đi siêu đi cho biết vậy chứ siêu không có thấy đâu. Vậy hả? À, đi hoài đi đó Sài Gòn cũng đi nữa mà không có thấy. Thì tốn biết nhiêu tiền mà vậy hả? Đi biết nhiêu tiền. Dạ. Đi cho có là siêu âm mới vừa siêu âm xong nè quý vị. Thì tiếp tục là mới vừa siêu xong xuôi là bác sĩ có cái kết luận là hiện tại siêu âm tổng quát chưa phát hiện bất thường, có
có nghĩa là trong bụng của chị không có thấy khối u mà cũng không có thấy là bệnh gì, hay là không thấy bào thai đâu quý vị. Đó, rất là lạ. Thì chị cảm nghĩ gì khi mình mới vừa siêu âm xong chị? Thì đi siêu đi cho biết vậy chứ siêu không có thấy đâu. Vậy hả? À, đi hoài đi đó Sài Gòn cũng đi nữa mà không có thấy. Thì tốn biết nhiêu tiền mà vậy hả? Đi biết nhiêu tiền. Vâng, thưa quý vị, và sau khi chị Bảo Đệ đã đi cùng với Tiến Dũng đến nơi phòng khám của bác sĩ Menthola ở tại Chi Tôn, thì vừa siêu âm xong thì bác sĩ cũng nói là không thấy có thai mà cũng không thấy khối u hay là bất cứ một cái bệnh gì lạ trong cơ thể của chị Võ Định, mà chỉ thấy là bụng trống thì thôi, cho nên là cũng còn rất là nhiều vấn đề kỳ lạ về cái bụng bầu của chị Đệ nha. Và giờ đây Tiến Dũng và chị Đệ cũng xin thân ái kính chào tất cả vị, và xin kính chúc cho tất cả vị luôn được dồi dào sức khỏe và thân tâm thường an lạc, và năm mới vạn sự như ý ha. Giờ bây giờ chị Định chạy về nhà mình ha, chị Định ha. Đi núi. Tính đi núi hả? Ừ. Đi núi cấm luôn hả? Đi núi cấm luôn. Rồi bây giờ chị đi luôn đi, rồi em đi lên núi cấm luôn nè. Rồi vậy đi ha, rồi nhưng mà em có công chuyện cái rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình cho em mình đi ha. Dạ.